làm video để chia sẻ với công việc làm đẹp với tất cả các bạn. Và từ trước đến nay thì các video của mình thì toàn là tập trung vào chủ đề như make up, dưỡng da cho da mặt thôi và chưa hề có một chủ đề nào về da cho cơ thể cả. Do đó thì mình tìm tòi thêm những cái sản phẩm dành cho cơ thể, chẳng hạn như là tẩy tế bào chết hay là body lotion. Bật mí với các bạn sản phẩm hôm nay mà mình sẽ đề cập đến chính là một kem dưỡng thể trắng da từ Hàn Quốc. Và mình sẽ chia sẻ những cái cảm nhận đầu tiên của mình trong những cái lần trải nghiệm sản phẩm. Thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video này thôi nha. Sản phẩm hôm nay có tên là kem dưỡng trắng da toàn thân của hãng có tên là Cosu và được sản xuất tại Hàn Quốc. Có thể là bạn nghe sản phẩm này rất là lạ. Lý do có thể là do vì sản phẩm này vừa mới ra mắt gần đây. Và Cosu thì lại là một cái hãng mỹ phẩm Hàn Quốc nội địa nữa. Có nghĩa là chỉ sản xuất trong để sử dụng trong Hàn Quốc thôi. Có rất là nhiều hãng mỹ phẩm ở Hàn mà có thể nói là chúng ta không thể nào mà có thể biết hết và dùng hết được. Nên là có khi chúng ta sẽ bỏ qua những cái sản phẩm có thể thực sự tốt cho mình mà như vậy thì rất là tiếc đúng không? Và trên tay của mình chính là kem dưỡng trắng da toàn thân từ nhãn hàng Cosu mà mình nãy giờ đang đề cập đến. Bây giờ thì mình sẽ nói chi tiết hơn từ ngoài vào trong của sản phẩm này. Như các bạn có thể thấy qua video, thiết kế bao bì sản phẩm rất phù hợp với những bạn trẻ và đặc biệt là các em ở tuổi teen. Không biết các bạn nào đang xem video này mà lại thích hình ảnh heo con không ha? Thương hiệu Cosu có lẽ là đoán biết rằng hình ảnh con heo là một cái hình ảnh rất là dễ thương và được ưa chuộng. Do đó thì họ sử dụng rất là nhiều hình ảnh con heo ở trên sản phẩm của mình. Trọng lượng của sản phẩm này là 100ml và mình nghĩ là sản phẩm sẽ dùng được rất là lâu bởi vì mình thấy size siêu to. Tuy nhiên to nhưng mà lại không hề nặng tay. Hơn hết thì khi mà mình vừa mở lọ kem ra thì mình thấy lớp kem được lấp đầy trên hộp, chứ không như những cái sản phẩm khác là thường sẽ bị có một cái khoảng trống. Trong quá trình mình tìm hiểu về sản phẩm thì mình thấy thành phần của nó đa số là từ thiên nhiên nên mình rất là an tâm. Thành phần đầu tiên mà mình đã có thể đoán ra được từ khi mà mình vừa mới bật nắp hộp ra đó chính là vitamin C. Cái mùi hương đầu tiên mà mình ngửi được và cảm thấy rất là thích đó chính là mùi hương của vỏ cam. Vitamin C là một chất rất tốt trong việc chống oxy hóa cho da, hơn hết thì làm trắng da bằng việc là ngăn chặn sự hình thành và phân tán hắc tố melanin, có thể làm giảm đi những cái đốm nâu, những cái vết sạm trên da, khiến cho da của mình tươi sáng hơn. Hơn hết thì sản phẩm còn có chứa niacinamide là một dưỡng sốt của vitamin B3, là một cái chất mà được các nhà chế tạo mỹ phẩm, dược mỹ phẩm ưa chuộng bởi vì nó có khả năng là làm trắng da nè, giúp kích thích sản sinh collagen tự nhiên, ngăn chặn sự lão hóa và quan trọng nhất là nguy cơ gây kích ứng thì lại thấp. Ngoài hai thành phần nổi tiếng trên thì sản phẩm này còn có chứa những cái thành phần tự nhiên khác, chẳng hạn như là hoa cúc La Mã có khả năng kháng viêm cho da, làm trắng da nhưng mà nhẹ thôi, và còn có thể là giảm cái tình trạng da bị khô hoặc là da đang bị dị ứng. Và thành phần sản phẩm có chứa tinh dầu Mojinra, chứa nhiều axit béo và một hàm lượng cao chất chống oxy hóa, và có nhiều người sử dụng tinh dầu này thay cho bước kem dưỡng ẩm. Ngoài ra thì sản phẩm còn có chứa chiết xuất từ cây cam thảo, cây hương thảo và trà xanh. Còn một thành phần đắt giá nữa, các bạn có đoán được là cái gì không? Là vàng đó, vàng thật á. Mình cũng không biết là phải vàng thật hay không. Và với công dụng là làm ẩm mượt da của mình, mà khi bản thân mình sử dụng thì mình cảm thấy không có cảm nhận được là nó có vàng ở trong sản phẩm hay không. Với thành phần có công dụng dưỡng trắng da là chính, thì nhãn hàng Cosu hứa hẹn sẽ mang đến người tiêu dùng một cái làn da trắng nhanh hơn những cái sản phẩm khác. Bây giờ thì Ati sẽ nói những cái cảm nhận thật của mình khi mà mình đang trải nghiệm về cái sản phẩm Cosu này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về chất kem của sản phẩm này. Và chất kem của sản phẩm sền sệt, sánh mịn và khá là đặc. Khi mà mình chạm ngón tay vào thì mình cảm thấy nó như một lớp thạch dẻo gelatin vậy đó. Vì kem thẩm thấu rất là nhanh nên chúng ta cần phải nhanh tay massage đều cái lớp kem trên da của mình. Nếu như bạn không massage đều thì sẽ xuất hiện hiện tượng những cái vệt trắng trên da và trông rất là khó coi. Bởi vì khi bôi sản phẩm này lên da thì sẽ làm da da của bạn trắng lên tức thời. Nó sẽ tạo một cái lớp màng trắng. Nên là nếu như bạn bôi không đều thì sẽ nhìn rất là rõ. Hiện tại thì Oxy chưa dám đưa ra một kết luận về tác dụng trắng da của sản phẩm này. Mình có thể nói rằng là mình đang cảm nhận được cái làn da của mình đang trắng dần dần lên. Oxy chỉ bôi kem ở vùng tay và chân thôi. Và đặc biệt là mình quan sát kỹ hàng ngày, ở nhất là ở phần phía sau bàn tay. Bởi vì mình nghĩ là điều này ai cũng giống như mình. Đó chính là những bạn nào chạy xe máy và trong khoảng thời gian mình chạy xe quá lâu
thì mình sẽ bị những cái tia nắng mặt trời làm gây ra những cái vết, những cái đốm nâu ở trên tay và trông rất là xấu, như kiểu tay bà già gì đó. Nên cũng thừa nhận luôn là mình rất là ẩu thả trong cái việc mà dưỡng da cho cơ thể. Sau đó thì đó cũng chính là lý do mà mình tìm một cái sản phẩm dưỡng thể để kiểu cứu tinh cho cái làn da bà già của mình. Sau khoảng chừng một tuần sử dụng thì mình xem cái vùng da ở đây thì mình thấy cái đốm nâu dần dần nó mờ đi, không có rõ rệt lắm đâu, nhưng mà bởi vì ngày nào mình cũng nhìn nó, mình cũng soi nó để xem là nó có đỡ xấu không chưa, thì mình mới cảm thấy được cái sự khác biệt. Tuy là ít, và vùng da tay và chân của mình cũng đều màu hơn và cũng mịn hơn khi mà mình sờ vào. Và điểm tiếp theo mà mình muốn nói đến, có thể bạn sẽ xem đó chính là điểm trừ cho cao su. Đó là sản phẩm này dưỡng ẩm ở mức độ trung bình thôi, không có quá cao. Có lẽ bởi vì công dụng chính của sản phẩm này là làm trắng, nên là hãng đã không chăm chút vào cái độ ẩm mà sản phẩm sẽ mang đến cho làn da. Nên là những bạn nào da khô thì chúng ta nên tẩy tế bào chết 1 đến 2 lần một tuần. Và mình nên sử dụng một cái body lotion mà bạn đã dùng trước đó có cung cấp độ ẩm cao, là một lớp kem lót, sau đó mới sử dụng cao su lên thì vẫn không sao. Ngoài ra thì chúng ta còn một phương án nữa, đó chính là mình sẽ sử dụng xen kẽ hai sản phẩm. Có thể buổi sáng thì bạn sẽ sử dụng body lotion dưỡng ẩm cao, và buổi tối thì chúng ta sẽ dùng kem dưỡng trắng da cao su, hoặc là bạn có thể đổi ngược cái trình tự lại. Với cách đó thì những bạn da khô có thể vừa dưỡng ẩm vừa dưỡng trắng rồi. Thường thì mình thấy là các bạn sẽ sử dụng dưỡng thể vào buổi tối, và bản thân mình thì rất là ghét sử dụng body lotion nào mà nó có cảm giác nhờn rít, mà khi mà mình đi ngủ thì cảm thấy như là cái lớp kem nó đang bị dính vào giường, cảm giác dơ lắm, khó chịu lắm. Nhưng mà với cao su khi mà mình bôi lên không có cảm giác nhờn rít, và mình có thể đi ngủ mà không có lo ngại là lớp kem có dây ra giường hay mình có hay không, rất là thoải mái. Thì hiện tại thì Ashley cảm thấy ưng ý về cái sản phẩm dưỡng trắng da cao su. Mình sẽ tiếp tục sử dụng và chờ xem kết quả lâu dài của nó. Vì chưa phổ biến ở thị trường Việt Nam nên mình cảm thấy rất yên tâm về nguồn hàng. Như bạn biết, và sản phẩm nào mà quá hot ở Việt Nam thì chắc chắn ngay là sẽ có đồ giả thôi. Nên nếu như mà bạn nào muốn mua sản phẩm này thì mình sẽ để cái thông tin mua ở trong phần học mô tả, để các bạn có thể chọn tậu sản phẩm này về. Cho Ashley hỏi là các bạn có thói quen dưỡng da hay không, và sản phẩm dưỡng da bạn đang sử dụng là gì? Tất nhiên là dưỡng da dành cho cơ thể, body lotion hay là kem che khuyết tật. Các comment phía dưới cho mình nha. Nếu như mà mình thấy được cái sản phẩm nào hay và tốt, có thể là bạn có thể nên review cho mình nữa. Cảm ơn các bạn đã xem đến tận cuối video này. Và bye bye mọi người nhé. Và chúng ta sẽ lại gặp nhau trong tuần tiếp theo nữa thôi.